Xin chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Kính thưa quý cô bác, đạm luôn là nhóm chất không thể thiếu để cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào. Đặc biệt với trẻ nhỏ và những cô bác trung tuổi, việc bổ sung đầy đủ đạm còn giúp tăng cường sức đề kháng và củng cố hoạt động của các cơ quan nội tạng. Và khi nói đến đạm hay protein, nhiều cô bác sẽ nghĩ ngay đến các loại thịt đúng không ạ? Tuy nhiên thì mới đây, các chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh có tới 7 loại cá, thậm chí còn tốt hơn cả thịt, rẻ hơn thuốc, quý như nhân sâm, nhưng lại bán đầy ở ngoài chợ, nên cô bác có thể mua để sử dụng thường xuyên cho gia đình. Vậy cô bác có thắc mắc đó là những loại cá nào không ạ? Không để cô bác phải chờ đợi lâu, ngay sau đây, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cùng cô bác đi tìm hiểu chi tiết về 4 loại cá tốt ngang thần dược này là gì nhé. Chúng gồm những loại cá nào và lợi ích mà chúng mang đến cho sức khỏe tuyệt vời ra sao? Cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Như cô bác cũng biết, ngoài lợn, bò, gà, thì cá cũng là thực phẩm cung cấp protein vô cùng phổ biến trong cuộc sống. Thậm chí cá còn là thực phẩm được các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên tăng cường ăn vì chúng là loại thịt trắng, có ít calo, ít cholesterol hơn thịt đỏ, đồng thời giúp cơ thể cô bác đào thải lượng cholesterol xấu hiệu quả hơn so với thịt đỏ nữa. Cá cũng luôn là loại thực phẩm quan trọng cung cấp nhiều dưỡng chất mà cơ thể cô bác cần như protein, vitamin D, khoáng chất và đặc biệt là axit béo omega 3 tốt cho chức năng não bộ của cô bác cũng như giúp cô bác giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Các chuyên gia đều khuyên cô bác nên ăn ít nhất 2 lần một tuần để đảm bảo sức khỏe về sau. Chính vì những lợi ích như vậy nên nhiều người luôn ưu tiên lựa cá tươi sau khi đi chợ. Đặc biệt cô bác nên ưu tiên chọn ngay 4 loại cá sau nhé. Thứ nhất là loại cá hố. Cá hố là một loại cá sống ở vùng biển sâu, rất giàu protein và axit béo không bão hòa. Loại cá này thường được đánh bắt ngoài tự nhiên nên cô bác có thể yên tâm về nguồn gốc nuôi tự nhiên nhé. Đồng thời cá hố so với các loại cá khác như cá hồi, cá ngừ thì có giá rẻ hơn rất nhiều, nên cô bác cũng không cần phải quá lăn tăn về mặt giá cả. Cũng vì lý do này nên không nhiều người chủ đích mua, từ đó tránh được nguồn cá nuôi không đảm bảo. Ở một vài quốc gia châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc, cá hố khá là phổ biến, thường được ăn dưới dạng nướng hay ăn sống. Loại cá này ít chất béo, chứa một lượng khá cân bằng về axit béo loại omega 3, vì vậy sẽ là một sự lựa chọn thông minh cho gia đình các cô bác. Loại cá thứ hai mà Sống Khỏe Mỗi Ngày muốn khuyên cô bác nên ưu tiên mua đó là cá mòi. Đây là một trong những loại cá có nguồn thực phẩm chứa axit béo omega 3 dồi dào. Do vậy, cô bác chỉ cần ăn 50g cá mòi thì cơ thể đã hấp thụ đến 1.300mg omega 3. Ngoài ra, theo giới chuyên gia, cá mòi còn giúp cô bác chống loãng xương rất hiệu quả, đặc biệt khuyên dùng với các cô bác từ độ tuổi trung niên. Theo đó, một khẩu phần cá mòi 85g chứa 325mg canxi, cao hơn so với 85g sữa chứa 276mg canxi. Ngoài ra thì cá mòi tươi, cá mòi đóng hộp cũng là một sự lựa chọn rất tuyệt vời mà cô bác có thể cân nhắc, bởi người Nhật rất hay sử dụng khi không mua được cá tươi. Những ngày bận rộn, họ chỉ cần mở hộp và ăn với cơm trắng là xong, vừa ngon lại bổ sung hàng loạt dưỡng chất dinh dưỡng. Khi cô bác mua thì hãy chọn cá mòi đóng hộp có chứa dầu ô liu sẽ tốt cho sức khỏe hơn cô bác nhé. Loại cá tiếp theo trong danh sách này đó chính là cá chim bạc. Cá chim bạc thì được chia thành hai loại, cá chim vàng và cá chim bạc. Cá chim vàng có thể được nuôi nhân tạo, còn cá chim bạc thì không nên. Cô bác có thể yên tâm về nguồn gốc khi sử dụng thịt cá nhé. Cá chim bạc có hình thoi, hầu như không có xương. Thịt cá thơm ngon, đặc biệt mềm nên rất thích hợp làm món ăn trong mùa đông, cũng như phù hợp với khẩu phần của các cô bác có răng yếu do lão hóa. Ngoài vị ngọt, béo ngậy thì cá chim bạc cũng có chứa hàm lượng chất béo cao, hầu hết là các axit béo không no, giàu các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là canxi, phosphor, kali, selen rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cô bác cũng như các bé nhỏ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt cần phải tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật của bác nhé. Và một loại cá đặc biệt tốt nhưng cũng bán rất phổ biến ở ngoài chợ mà cô bác cũng nên mua đó chính là cá thu đao. Cá thu đao là loại cá có hàm lượng đạm cao nhất trong các loại cá. Hàm lượng đạm là 20,7% tương đương với thịt bò và thịt cừu. Đồng thời cá rất giàu axit béo, trong đó nhiều nhất là DHA và các axit béo không no khác.
Ăn cá thu đào rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ của bé. Cá thu đào có nhiều ở vùng biển của Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, được ngư dân đánh bắt rất nhiều chứ không có nuôi nhân tạo, vì vậy cô bác có thể yên tâm khi sử dụng. Điều đặn ăn cá, đặc biệt là 4 loại cá này mỗi tuần, cơ thể của cô bác sẽ nhận hàng loạt lợi ích có thể kể đến như: thứ nhất, cá giúp cô bác giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Điều này chủ yếu là do thịt cá rất giàu axit béo omega 3, một loại axit béo không bão hòa, có thể giúp cô bác giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và bảo vệ tim mạch. Thứ hai, giúp cô bác ngăn chặn được nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Điều này là do trong cá rất giàu DHA, giúp thúc đẩy sự hình thành mạng lưới thần kinh và đẩy nhanh việc truyền thông tin. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc sửa chữa các tế bào não bị tổn thương của cô bác. Lợi ích thứ ba đó là cá giúp cô bác giảm nguy cơ bị ung thư ruột và gan. Cá rất giàu muối vô cơ, vitamin và axit béo không bão hòa. Ngoài ra chúng còn chứa các khoáng chất như phốt pho, canxi, sắt, vitamin A, vitamin D, vitamin B1 và niacin giúp bảo vệ cơ thể của cô bác khỏi nhiều loại ung thư. Có thể thấy ăn cá thường xuyên có rất nhiều tác dụng khác nhau, nhưng nổi bật nhất là giúp bồi bổ sức khỏe cho cơ thể. Với trẻ nhỏ thì ăn nhiều cá có thể thúc đẩy sự phát triển trí não và cải thiện trí nhớ. Đối với người già, nó sẽ duy trì sức khỏe tim mạch. Vì vậy, cô bác hãy tích cực ăn cá, đặc biệt là ưu tiên hơn 4 loại cá mà chúng tôi vừa giới thiệu cô bác nhé. Thưa quý cô bác, cá quả là một loại thực phẩm có rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải là loại cá nào cũng tốt. Cô bác hãy tham khảo thông tin về các loại cá đặc biệt nên ăn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa có giá thành phải chăng, lại rất dễ mua vì được bán nhiều ở các khu chợ mà chương trình vừa giới thiệu. Từ đó tham khảo để có sự lựa chọn thông minh khi sử dụng cá trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình nhà mình nhé. Không chỉ tham khảo và áp dụng với gia đình nhà mình, cô bác cũng có thể kéo xuống dưới video và ấn nút chia sẻ để nhiều người thân và cô bác bạn bè cùng biết để sử dụng cá một cách phù hợp. Nhờ đó mà nhiều người biết tới thông tin này hơn và chăm sóc sức khỏe của bản thân tốt hơn cô bác nhé. Và nhân nói về loại thực phẩm bổ dưỡng như cá, chương trình cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cô bác gửi những câu hỏi về cho chương trình với những lưu ý khi ăn cá. Và không để cô bác phải chờ đợi lâu, trong phần tiếp theo của video, mời quý cô bác hãy cùng tìm hiểu về một số lưu ý khi ăn cá để tránh gây hại cho sức khỏe. Cụ thể, cá đại kỵ với những thực phẩm nào, những đối tượng nào thì không nên ăn nhiều cá, ăn cá bao nhiêu là đủ, cô bác hãy cùng xem tiếp video nhé. Bản thân cá là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến cáo, cô bác không nên nấu chung hoặc cho gia đình ăn cá với những thực phẩm này bởi có thể không tốt cho sức khỏe. Cô bác hãy cùng ghi chép lại để tránh phạm phải những đại kỵ này nhé. Thứ nhất, cá kỵ thịt chó. Cô bác cần nhớ là phải kiêng ăn cá với thịt chó vì cá có tính cam ôn, thịt chó, gan chó cũng cam ôn đại nhiệt. Nếu cô bác không may ăn phải hai thứ này thì bị nhiệt sinh ra đi kiết, rất mệt mỏi. Lưu ý thứ hai cô bác cần nhớ đó là bí xanh kỵ cá. Trong đông y thì cá và bí xanh đều rất bổ dưỡng, tuy nhiên vì đều có tính hàn nên khi cô bác ăn hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ khiến cô bác bị rối loạn tiêu hóa. Thứ ba, lưu ý khi ăn cá mà cô bác cũng cần phải nhớ đó là cá chép kỵ với lá tía tô. Điều này đặc biệt áp dụng khi cô bác ăn cá chép. Cá chép là một thực phẩm quý ăn rất ngon. Cá chép có tác dụng kiện tỳ vị, lợi thủy thủng, thông sữa, an thai và có thể chữa trị được ho xuyễn, mụn nhọt, mồm méo, mắt bị bệnh. Những cô bác tỳ vị hư nhược kém ăn có thể nấu cháo cá chép, luộc cá chép, ăn rất tốt. Tuy nhiên khi cô bác ăn cá chép với lá tía tô lại gây nóng, sinh mụn nhọt nên cô bác cũng cần chú ý không kết hợp chúng với nhau nhé. Cuối cùng cô bác cần đặc biệt ghi nhớ là cá nói chung và đặc biệt là cá chép thì rất kỵ với thịt gà. Theo đông y thịt gà ăn kiêng với cá chép vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn. Nếu cô bác cố tình kết hợp ăn hai loại này với nhau thì sẽ sinh ra trứng mụn nhọt. Tuy nhiên một mẹo nhỏ là nếu không may cô bác mắc phải thì có thể lấy nước đậu đen uống sẽ khỏi cô bác nhé. Cá là thực phẩm thường ngày trong các bữa cơm của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên nếu cô bác chế biến không đúng cách, cá sẽ trở thành chất độc khiến cô bác mắc phải căn bệnh nhà giàu, tức là bệnh gút. Cô bác có thể mắc phải bệnh gút, ung thư hay ngộ độc khi ăn cá đúng không đúng cách. Cụ thể, thứ nhất là cô bác sẽ tự tăng nguy cơ mắc bệnh gút nếu khi ăn cá lúc đói.
Đây là điều thật tệ nếu như cô bác ăn món cá khi bụng đang cồn cao vì đói. Hàm lượng dinh dưỡng trong cá có chất đạm cao được nạp vào cơ thể của bác khi đói sẽ làm tăng lượng purin chuyển hóa thành dạng axit uric, một loại axit làm tổn thương các mô tế bào là nguyên nhân dẫn đến bệnh gút. Nguy cơ này cao hơn khi cô bác ăn cá biển, cá ở tầng nước sâu vì hàm lượng đạm của những loại cá này là rất cao. Không chỉ riêng cá mà các loại hải sản nói chung luôn được các chuyên gia về gút khuyến cáo không nên sử dụng. Việc cô bác ăn nhiều các loại hải sản là những thực phẩm cung cấp nhiều purin có thể làm tăng nồng độ axit uric máu, do vậy tăng nguy cơ kết tủa muối uric tại các cơ quan trong cơ thể, gây nên bệnh gút cô bác nhé. Thứ hai, cô bác lưu ý sẽ bị dị ứng khi uống thuốc ho vẫn ăn cá. Uống thuốc ho mà vẫn ăn cá, đặc biệt là cá biển thì sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi cô bác có thể bị dị ứng do chất histamine trong cá kết hợp với thành phần của thuốc ho làm suy giảm hệ miễn dịch, gây dị ứng histamine. Bên cạnh đó, tình trạng bệnh sẽ càng nặng hơn khi thuốc ho có chứa chất ức chế monoamine. Việc cô bác ăn cá khi sử dụng thuốc ho hay các thuốc kháng sinh liều cao, thuốc hạ huyết áp là điều mà các chuyên gia y tế khuyên cô bác không nên dùng cùng một lúc, sẽ làm phản tác dụng của cả thuốc và thực phẩm, gây hại cho cô bác. Thứ ba, chú ý cô bác có nguy cơ bị ngộ độc khi ăn còi cá. Cá tái, cá sống được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là cánh mày râu khi ngồi lai dai uống rượu. Tuy rằng việc chế biến cá có thể làm mất đi một số vi lượng ở trong cá, nhưng nếu cô bác ăn cá sống thì các ký sinh trùng, chất độc hại, nếu cá bị nhiễm độc sẽ ngày càng dễ gây ngộ độc, thậm chí có thể nhiễm các ký sinh trùng, sán lá gan. Nguy hiểm hơn là ung thư gan nếu kết hợp thường xuyên với những món nhậu, rượu bia các loại gây ra những phản ứng ngầm trong cơ thể của bác. Cô bác hãy lưu ý những điều này nhé. Tiếp theo là nguy cơ tim mạch và ung thư khi rán cá quá kỹ. Rán cá quá kỹ không những là món cá bị khô, xác mà nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư cũng tăng cao. Một nghiên cứu đã thống kê được rằng có tới 48% những người thường xuyên ăn cá rán ít nhất một lần một tuần. Cùng với những lưu ý về cách chế biến và sử dụng cá, cô bác cũng cần phải lưu ý để những đối tượng sau tránh xa cá bao gồm: thứ nhất là bệnh xơ gan. Cá, đặc biệt là loại cá biển như cá trích, cá ngừ, cá mòi là khắc tinh của các cô bác không may mắc bệnh xơ gan. Bởi những loại cá giàu sống ở tầng sâu có hàm lượng thủy ngân cao sẽ khiến bệnh nặng hơn nếu ăn chúng. Đối tượng thứ hai cần tránh ăn cá là các cô bác bị rối loạn chức năng máu. Những cô bác nào không may bị suy giảm tiểu cầu, xuất huyết trong, chảy máu cam, nếu ăn cá thì sẽ khiến cho tình trạng tập kết của tiểu cầu trở nên khó khăn hơn, tăng hiện tượng chảy máu do axit eicosapentaenoic EPA trong cá, cản trở quá trình tập kết tiểu cầu này. Cô bác hãy hết sức lưu ý nhé. Và cuối cùng là những người mắc bệnh lao cũng nên tránh cá càng xa càng tốt. Hiện tượng buồn nôn, đau đầu, sung huyết, nổi mần, sưng môi, khó thở, huyết áp tăng, thậm chí là đột quỵ có thể xảy ra nếu những người bệnh lao ăn cá nhiều cùng lúc. Cô bác hãy chú ý để tránh những người mắc bệnh lao ăn cá nhé. Thưa quý cô bác, có thể thấy là cá là một món ngon phổ biến trên bàn ăn của con người. Chúng giàu chất dinh dưỡng, thịt thơm ngon, cách chế biến đa dạng, nhiều cô bác rất yêu thích. Tuy nhiên, cô bác cũng hãy lưu ý là không phải loại cá nào cũng tốt và chế biến cá cũng cần đúng cách thì mới có thể phát huy được hết tác dụng của loại thực phẩm này. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ và cung cấp, cô bác sẽ hiểu hơn về những loại cá nên và không nên ăn, cũng như biết cách chọn cá và chế biến sao cho cá giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng và không phạm phải những đại kỵ đối với món ăn này. Cô bác thân mến, thời lượng dành cho video ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác cảm thấy những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay có bổ ích và thú vị không ạ? Quý cô bác đừng quên để lại bình luận sự quan tâm của mình ở phía dưới video này để chúng tôi có thể trả lời trong những tập tiếp theo. Bên cạnh đó thì quý cô bác cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh. Còn bây giờ, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.